Trồng nấm rơm đơn giản với phơi nấm rơm. Đầu tiên là nhận phơi về thì mình sẽ mở nắp thùng ra. Mình sẽ lấy kéo mình làm tơi lớp mặt này lên. Chỉ cần cạo lớp mặt thôi chứ đừng có cạo hết cả cái phơi luôn nha. Thì mình sẽ bắt đầu tưới khoảng cỡ từ 500 đến 1 lít nước nha các bạn. Nước này mình nên dùng nước sạch uống được, hạn chế dùng nước máy có cà lo nha. Có thể dùng cái rổ hoặc là cái vòi tưới cho nó đều, mình lười mình tưới luôn bằng tay. Rồi mình sẽ dựng đứng cái mép thùng lên như vậy nè, để mình có không gian mình che phía trên nữa. Mình cắt cái miếng ni lông, miếng bọc như thế này nè. Rồi mình khui thêm 4 cái lỗ, 4 cái góc nữa nha. Khui 4 lỗ ở 4 góc như thế này nè. Đừng có nên khui nhiều quá mà cũng không được khui ít quá nha. Nếu mà nhiều lỗ quá thì nó sẽ bốc hơi ẩm hết và nó không giữ được nhiệt nữa. Còn nếu mà ít lỗ quá thì nó sẽ không có đủ thông thoáng, thì nấm mình nó bị thiếu oxy thì nó cũng ngợp, nó cũng ngẫm luôn á. Tầm khoảng cỡ 5 ngày đến 7 ngày là mình sẽ thấy nấm con lim dim thôi. Nếu như mấy ngày sau mình kiểm tra thấy cái phôi của mình nó bị khô quá thì mình sẽ nên phun sương thêm để tạo độ ẩm thôi, chứ đừng có tưới quá nhiều nữa nha. Như thế này xong á thì mình sẽ chờ để thu hoạch nấm thôi. Và sau khi thu hoạch xong á thì chúng ta sẽ hái hết những cái gốc nấm cũ và chúng ta vệ sinh lại, cạo tơi cái lớp mặt giống như ban đầu và tưới tiếp khoảng nửa lít nước. Thì cái lần tưới thứ hai nó sẽ cần ít nước hơn lần tưới đầu tiên nha, tại vì cái phôi mình nó đã cũng đủ độ ẩm rồi. Thì mình cũng tưới xong rồi mình cũng chùm lại và chờ ra nấm lần hai thôi. Thì cái phôi nấm rơm như thế này á có thể mọc được từ 2 đến 3 lần nha các bạn. Vị trí để cái phôi nấm này á là ở trong nhà nè, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh bị gió nè, thoáng mát sạch sẽ là được rồi nha các bạn. Thời gian mọc nấm thì nhanh hay chậm tùy theo cái điều kiện trồng của các bạn, duy trì độ ẩm và nhiệt độ có thích hợp cho nấm hay không á. Một số bạn trồng một tuần lễ là có nấm rồi, một số khác thì trồng tới hơn 10 ngày mới có nấm hái nha. Phôi nấm bên nhà cô Nấm thì lúc nào cũng có bảo hành hết nha, nên cứ yên tâm mà trồng thử, không biết thì mình chỉ cho.